xạ hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Nghĩa là gì Pháp Hoa? Thế thì đây thì Ngài định bảo mình cái gì mà Ngài nêu hai cái việc này ra? Đây tức khuyên chúng ta đừng phô trương cái tài đức của mình. Đó. Cho nên như Ngài Ana Luật Đà, Ngài bảo các ông vua, ông có vàng có bạc thì ông ấy phải làm gì? Phải lấy đá la, lá đa la mà che đi, phải giấu đi, ẩn đi. Những cái gì đẹp, cái gì quý phải ẩn đi thì mới được yên thân. Này. Thế cho nên Ngài có thần thông, Ngài cũng không có phô trương ra cho mọi người thấy. Đấy là các ông thánh mà còn phải giấu cái thánh của mình đi, bởi vì các ngài thấy rõ con xạ hương chỉ vì nó là một cái con, một con vật hiền lành ở trong rừng, nhưng mà chỉ vì nó có cái mật của cái túi mật của nó thơm lắm, thế cho nên người ta lấy cái túi mật của nó người ta làm thuốc, thế thì là người ta giết nó. Thế cho nên chỉ vì người ta ngửi thấy cái mùi thơm của nó ở chỗ nào thì là người ta giết nó. Thế là cho nên đây hễ mà mình phô trương cái tài đức của mình thì mình gặp nhiều những, hoặc là ganh tị ghen ghét, gặp nhiều những cái khúc mắc khó khăn. Cho nên ngày đây ngày nêu lên, mình dù có danh, dù có tài, dù có đức cũng nên ẩn đi, huống chi là lại không có mà lại còn khoe. Thuốc hòa khí, thang thông cảm và làm thang, sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Cô muốn bổ dưỡng cái tâm gan của cô đó thì cô phải uống cái thuốc hòa khí. Mà cái thuốc hòa khí này ấy, nó phải có lấy cái thông cảm và làm thang. Cái bài này của con là số 8 rồi, thì xem ở đây văn chữ nhỏ có hai cái chén hòa khí với hai trần thang. Chữ trần tức là trình bày ra, khô bày lên thì gọi là trần, trần làm thang. Hai chén hòa khí, hai chén trình bày, khô bày, trần, chữ trần. Thế cho nên thuốc hòa khí thông cảm làm thang, trình bày ra khi mà đôi bên có cái chỗ xích mích thì mình trình bày ra, mình thông cảm để cho người ta thông cảm mình thông cảm người ta, thế thì sẽ được cái thuốc hòa khí lấy thông cảm làm thang ấy sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Làm sao cô muốn an thần, cô muốn đừng đau ruột, đau gan, đau dạ dày, ở trong đây cũng nói là dạ dày, bình cái dạ dày, nhưng mà thầy muốn cho nó vần thì thầy để chữ gan, đổi chữ dạ, nói chữ dạ dày nghe nó không hay. Và thuốc ở đây nếu mà nói sẽ an thần bổ dưỡng dạ dày nghe nó không hay. Cho nên thầy mới đổi cái dạ dày, chứ chữ vị ở trong này là chữ vị, nghĩa là cái dạ dày. Cho nên anh nào mà đau dạ dày ấy là cái anh hay nghĩ ngợi, hay buồn, hay thắc mắc thì nó đâm ra cái bệnh đó. Đấy. Cho nên đây tổ cũng nhắc, cũng bảo thế, mà đến dầm này cô Vĩnh Lạc cô sẽ trình bày cái bài cũng thế. Những anh nào đau yếu, thế cho nên thuốc hòa, mà để sống ở trong chúng thì phải hòa thì mình mới yên ổn được. Thì cái thần của mình, cái thần của mình, cái thần tức là tim đấy, theo như nhà nho thì thần là tim. Thế mà nó lại cái chuyện dạ dày ấy, nó có ảnh hưởng. Cho nên mình muốn được khỏe mạnh đấy, an thần, để tâm gan mình được an ổn ấy, thì phải sống ở trong hòa khí. Mà hòa, muốn xây dựng được cái hòa khí ấy, thì phải lấy cái gì? Ở đây dùng cái chữ trần, nghĩa là trần là tình trình bày ra để cùng nhau thông cảm, hiểu nhau, thế thì mình sẽ có một cái hòa khí. Thế nhưng cái câu này nó có cái chỗ khó, giờ thầy đọc lại nguyên hương thì thầy giảng cho chị em. Xạ hương
vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Thuốc hòa khí thông cảm làm thang, sẽ an thần bổ dưỡng tâm ga. Thì cái gì nó lại ăn vào cái chuyện con xả hương nó mất thân này, nó ăn vào với nhau, tức là nó mới có một nghĩa. Ngài định dạy mình cái gì ở trong cái câu này, thầy đọc lại: xả hương vì thơm mà mất thân, tầm vì nhiều tơ nên vong mạng. Thuốc là hòa khí thông cảm làm thang, sẽ an thần bổ dưỡng tâm gan. Khoe khoang cậy mình ra điều mình tài giỏi, thế hay mua những các cái phiền nhọc cho những người chung quanh, khiến cho người ta phát ghét. Mà người ta đã ghét ấy, thì mình có dễ sống không? Thế mình rất khó mà sống được bình an. Thế cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta nên lấy cái nhu hòa nhẫn nhục sinh sống ở trong chúng. Phải mua sống ở đâu thì phải cầu cái sự hòa ấm. Cái hòa khí là cái quan hệ để cho mọi người an. Mọi người người ta có an ấy thì mình mới an được. Chứ nếu mình khích bác chỗ này, gây cậy mình tài, cậy mình giỏi, làm cho mất lòng mọi người, thì mình làm sao mà yên. Thế cho nên đây tổ khuyên rằng nên lại có cái thuốc, nên lại sống lấy cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí thì mỗi khi chị em có cái sự nặng gì xúc não thì chỉ có một cái khó khăn gì đâu, chỉ cần trình bày, tự mình tìm hiểu chị em. Hoặc là nếu người ta không, người ta có cái chỗ không có vui với mình thì tự mình ấy, mình có cái chỗ trình bày cái rõ ràng, thế để cùng nhau thông cảm. Mà một khi đã thông cảm ấy, thì cái hòa nó dễ có. Mà hễ có hòa ấy, thì mọi người chung quanh người ta an. Mà người ta an ấy, thì tự nhiên mình được an thần. Đó. Mà mình sống bình an ấy, thì mình mới khỏe mạnh, yên ổn. Cho nên đây tổ mới bảo rằng thuốc hòa khí thông cảm làm thang, sẽ an thần